Đúng như là tiêu đề video các bạn đã đọc được thì ngày hôm nay mình sẽ thông báo đến các bạn một sự kiện sale lớn nhất năm tới từ Adidas. Mình cũng đang khá hứng thú tại vì đêm nay mình sẽ được mua thêm một số đồ Adidas với mức giá rất rất là tốt. Và thực tế ra thì hơn một năm nay chúng ta mới lại có một cái sự kiện sale nó lớn như vậy. Tức là bình thường ra bỏ ra một ngần này tiền mới mua được, thì bây giờ chúng ta chỉ phải bỏ ra một nửa hoặc dưới một nửa mà thôi. Chào mừng các bạn quay trở lại với Lạ Sneaker. Và mình là người lạ. Thường thường ra thì mình theo dõi rất sát các cái chương trình sale off của các cái hãng. Tại vì bản thân mình cũng mua nhiều đồ. Cũng như là nếu như mà có một cái sự kiện sale off nào đó nó lớn ấy, thì mình còn có thể thông báo đến các bạn để chúng ta có thể kịp mua. Tại vì cũng có nhiều khi ví dụ mình cứ mua xong rồi làm video, các bạn sẽ hỏi là cái đôi này, cái món đồ này mua ở đâu. Thì lúc đấy mình tìm ra thì nó cũng chẳng còn nữa. Mà kể cả có còn đi chăng nữa thì cái ưu đãi nó cũng không còn ở thời điểm đó nữa. Và nhắc lại ngày hôm nay ấy, thì vào 0 giờ đêm nay là ngày 11 tháng 11, một ngày đẹp. Adidas họ có gian hàng chính hãng trên Lazada. Và cũng như mọi năm, lần này ấy, năm nay họ mới có một sự kiện sale off nó lớn như thế này. Và lớn như thế nào thì cụ thể là chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nắm bắt được và chúng ta có thể mua được đồ vào 0 giờ đêm nay cho nó dễ. Thì chúng ta sẽ vào cái trang Lazada và chúng ta sẽ gõ Adidas để tìm cái gian hàng chính hãng. Hoặc là bạn nào quen với việc đó rồi thì không cần phải xem cái đoạn hướng dẫn đầu này. Tất cả link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Như bạn thấy thì ngày 11 tháng 11 này có rất nhiều những sự kiện ưu đãi. Và cụ thể ưu đãi là như nào mình sẽ đọc cho các bạn xem. Vào ngày siêu hội thể thao này thì chúng ta sẽ có giảm đến 50%, mua 3 giảm thêm 50%. Và sẽ có voucher giảm tiếp nữa 11% từ 0 giờ đến 2 giờ đêm nay. Thì như bạn thấy, thường thường ấy, trong năm 2022 năm nay này, thì các sự kiện sale off kiểu combo mua 3 giảm thêm ấy, thường nó sẽ rất là thấp. Tức là nếu năm ngoái chúng ta có sự kiện mua 3 giảm 50%, nhưng năm nay thì không. Trước đó mình nhớ không nhầm thì mua 3 giảm chỉ có 20% thôi. Và đến tận bây giờ thì chúng ta mới có thể có cái combo mua 3 giảm thêm 50% này. Và 50% này là giảm rất lớn. Chúng ta có thể hình dung ví dụ một món đồ 4 triệu là đã được giảm 2 triệu rồi. Đấy, chưa kể một đống các voucher khác mà mình sẽ đọc ngay bên dưới này cho các bạn xem. Ví dụ như cái lịch trình mà họ có thể hướng dẫn chúng ta ở đây, đó là trước ngày 11 thì chọn đồ và thêm vào giỏ hàng. Đến 0 giờ đến 2 giờ ngày 11 tháng 11, tức là 0 giờ đêm nay, đúng 0 giờ đêm nay này, thì có một số món đồ sẽ được giảm đến 50%. Tức là ví dụ nó niêm yết giá 4 triệu, có một số món đồ thì vào lúc 0 giờ nó sẽ được xét giá xuống còn 2 triệu. Đấy là 50%. Còn một số món giảm 30%, còn một số thì giảm 10%. Đấy là mặc định sẵn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có thể mua combo 3 giảm 50%. Tức là mua 3 món đồ trên gian hàng Adidas thì chúng ta sẽ được giảm giá tổng cái số đó một nửa. Ví dụ các bạn mua một cái đôi giày 4 triệu, mua thêm một đôi tất là 150, một đôi tất nữa là 150 nữa, là 3 món đồ rồi. Thì 3 món đồ đó tổng sẽ là 4 triệu 3, chúng ta được giảm một nửa, tức là chỉ còn có 2 triệu 150 nghìn. Đấy. Để mà được giảm một nửa chúng ta cần 3 món đồ, lát mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Và tiếp nữa, chúng ta còn được giảm thêm một cái flash voucher 11% cho mọi đơn hàng. Tất nhiên là để giảm thêm 11% này chúng ta phải thu thập cái voucher đó. Mình cũng để link cái voucher 11% này bên dưới. Tức là nó sẽ giảm thêm 11%. Sau khi tính ra ban nãy 3 món đó là 2 triệu 150 ấy, chúng ta được giảm thêm 11% nữa. Tức là tất cả nó giảm xuống rất sâu. Và bên cạnh đó thì 2 giờ đến 24 giờ ngày 11 tháng 11 thì cũng vẫn thế. Nhưng mà chúng ta không còn cái voucher 11% kia nữa, mà chỉ còn voucher 5% thôi. Đấy là chưa hết. Bên dưới còn có một số các cái khác ưu đãi nữa. Ví dụ như mình đã nói bên trên rằng là toàn gian hàng giảm đến 50% này, mua 3 giảm 50 này, flash voucher 11% này. Chưa kể chúng ta sẽ có free shipping tối đa là 30.000 này, có voucher tích lũy của Lazada lên tới 800.000. Thì Lazada họ có một cái này khá hay mà các sàn thương mại điện tử khác không có. Tức là cứ mỗi đầu ngày chúng ta vào collect những cái voucher tích lũy này, rồi voucher này nó sẽ được giảm vào cái giá trị đơn hàng mà chúng ta sẽ mua vào ngày sale. Thì mình cũng thường collect cái này khá nhiều. Bên cạnh đó lại còn có thể được giảm giá thêm đến 1 triệu 111 nghìn ở thanh toán VIP hoặc là Visa của Citibank vân vân. Bạn nào có thể thì có thể thanh toán này được giảm thêm. Chưa kể là bạn nào có Lazada Coin thì có thể trừ thêm nữa. Tức là nếu như mà tính ra ấy, thì mặc định một người bình thường có thể áp dụng hết được 3 cái bên trên cùng, 50, 50 và 11. Cái này không cộng dồn mà nó sẽ cộng theo tích lũy. Đấy, kiểu như vậy.
Ví dụ ngay bên dưới nữa, chúng ta sẽ có một vài thông tin, đây là các cái voucher có thể có, cao nhất là 11%. Bên cạnh, ở phía góc bên phải này có cái voucher 20% cho đơn từ 4,5 triệu nữa. Tức là giảm giá rất nhiều, mà bây giờ nói cho nó dễ hiểu thì mình sẽ ví dụ một cái đi. Thì chúng ta sẽ có một số những cái đôi giày mà nó được giảm giá từ đầu. Ví dụ, ở đây mình có một mẫu như vậy. Một mẫu thì đây là một mẫu Pure Boost Z. Nó là một mẫu giày rất đẹp, và cái mẫu Pure Boost thường ấy thì nó sẽ có cái phần bộ đế đúng như tên của nó, Pure Boost, tức là Boost tinh khiết. Toàn bộ phần bộ đế này của nó là toàn Boost không. Và thực sự là cái mẫu Boost mới này nó rất ngon, nhìn nó như là cơm vậy, thật, nhìn ngon như cơm vậy. Đây là một cái mẫu mà như các bạn thấy là màu trắng ở dưới đế, bên trên là đen và ba sọc vàng. Ví dụ nhá, mẫu này mức giá niêm yết của nó, để mình xem lại. Mẫu này mức giá niêm yết của nó là tầm 3,4 triệu. Nó sẽ được xét giá vào 0 giờ đêm nay, đó là 3,196. Bây giờ tính thế này, 3,196, chúng ta mua combo 3 giảm 50%, tức là nhân với 0,5. Rồi thì cái này sẽ là còn 1,598, chúng ta có voucher 11% nữa, nhân với lại 0,89. Đấy, tức là để mà mua một đôi Pure Boost với mức giá niêm yết 3,4 triệu, chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra là 1,422,000. Đấy là chưa kể những cái giảm giá khác nữa nhé. Và những cái giảm giá khác ấy, mình sẽ để link bên dưới cho các bạn xem. Thì đấy là một cái dễ hiểu. Và tiếp, mình sẽ cho các bạn xem về cái một số các cái giảm giá mà nó đặc biệt. Ví dụ, đây mình sẽ vào mục sản phẩm và mình sẽ tìm cái giá từ cao xuống thấp. Đây. Chúng ta hình dung là nếu như mà giảm giá 50% ấy, thì cái món đồ bạn mua càng nhiều tiền, bạn càng được giảm giá nhiều. Ví dụ như chúng ta mua một cái món đồ 2 triệu, giảm 50% là chúng ta được bớt đi 1 triệu. Nhưng các bạn mua món đồ 8 triệu thì chúng ta được bớt đi lên tới 4 triệu. Thành ra, ví dụ nhá, ví dụ ở đây là những món đồ đắt nhất mà trên store Adidas ở đây họ có bán, đó là những cái túi golf. Nếu mà anh chị nào chơi golf ấy, thì đây là một cơ hội rất tốt để mua. Ví dụ như là riêng cái túi golf đắt nhất này là 7,2 triệu, giá niêm yết là 8 triệu. Chúng ta có thể mua combo 3 đó và nó chỉ còn có 3,6 triệu. Tức là chúng ta được giảm giá lên tới 3,6 triệu trên cái giá 7,2 triệu này. Chúng ta càng mua đồ đắt thì cái mức giảm giá nó càng cao. Bên dưới đó, ở đây, ngay đây có một đôi Adidas Human Race. Đây là một đôi mà mình rất thích nhưng mà mình đã xem rồi. Rất tiếc là nó lại không có size của mình, chứ nếu không thì chắc chắn mình sẽ mua. 6 triệu này sau khi giảm 50% là chúng ta chỉ còn 3 triệu. 3 triệu để mua một đôi NMD Human Race. Không biết là khi nào chúng ta mới có thể mua được như vậy. Đây là một cái màu xanh rất là mát mắt và đẹp nữa. Thì đấy, đấy là một ví dụ tiếp theo. Hoặc là bên dưới này này, những cái mẫu Ultra Boost 2022. Cái mẫu Ultra Boost 2022 này hiện đang là cái mẫu mới nhất, giày Ultra Boost mới nhất tới từ Adidas. Và khi mà mình dùng nhiều Ultra Boost 21 rồi, khi cầm 22 này mình cảm thấy là cái phần Boost này nó êm hơn. Mặc dù thiết kế không quá khác biệt đâu nhá, nhưng mà nó êm hơn. Mình có một đôi 21 giống hệt như này luôn. Đôi này mức giá niêm yết là 5,2 triệu với rất nhiều màu sắc có ở trên store Lazada. Chúng ta có thể đen tuyền này, bên trên trắng, bên trên đen dưới trắng giống mình này, màu hồng này. Thì tính ra 5,2 triệu, mình sẽ tính luôn cho bạn xem. 5,2 triệu, 5,200. Sau khi mua 3 giảm 50%, chúng ta sẽ còn là 2,6 triệu. Giảm tiếp 11% nhân 0,89 là 2,3 triệu. 2,3 triệu, 14,000 cho một đôi Ultra Boost mới nhất tới từ hãng thể thao nhà Adidas. Đây là một mức giá không biết là khi nào chúng ta mới có thể chạm đến mức giá này nữa. Chưa kể nhé, không phải nó dừng lại ở 2,3 triệu, 14 thôi đâu, mà chúng ta sẽ còn được giảm thêm nữa với rất nhiều những cái voucher khác nữa. Đấy, tức là mình vừa ví dụ cho các bạn xem về những cái ưu đãi theo kiểu là chúng ta mua món đồ càng đắt ấy, thì nó sẽ càng có một mức giá giảm tốt. Thế nếu như mà các nhu cầu của các bạn nó là những cái mẫu giày mà chúng ta rất thích, những mẫu giày cơ bản và kinh điển, nhưng mà chúng ta không mua được nó do rằng là bình thường ra nó bán ở mức giá cao chẳng hạn, thì đây sẽ là một ví dụ. Mình có ở đây hai đôi Superstar, là những đôi giày mà được rất rất nhiều người yêu thích. Đây là một cái mẫu màu đen, màu đen sọc trắng, và đây là một cái mẫu màu trắng sọc đen. Đó, đây là hai cái mẫu giày Superstar mà mình tin chắc chắn là có rất nhiều người thích. Đây là hai cái mẫu mà mức giá niêm yết của nó sẽ là 2,5 triệu. Bình thường ra là 2,5 triệu. Và mình nói thật với các bạn, những mẫu Superstar này, trình độ làm giả của nó đã vượt xa cái tầm nhìn qua hình mà phân biệt được đối với mình rồi. Tức là khi mà mình cầm những cái mẫu này trên tay và mình soi xét kỹ thì cũng không chắc chắn được, mà chỉ là chắc sẽ phát hiện ra đâu là thật đâu là giả thôi. Nhìn qua hình thì không phân biệt được với những mẫu giày nó phổ biến như thế này.
Thành ra là bây giờ nếu mà muốn mua, đây là cơ hội rất tốt cho các bạn để mua những mẫu kinh điển như Superstar hay là Stan Smith. Cụ thể nhé, ví dụ niêm yết nó là 2,5 triệu, 2500 nhân với 0,5 rồi nhân tiếp với 0,89, chúng ta chỉ cần bỏ ra là 1,112,000 cho một mẫu như này, không mua bây giờ thì bao giờ nữa. Đấy, đây là cái mức giá cho những đôi như này lẫn là Stan Smith vân vân. Thì đó, đấy là một cái ví dụ rất là dễ hiểu cho cái việc là nếu chúng ta thích một cái mẫu giày nào đó từ Adidas, chúng ta cứ tìm cho dễ nhá. Ví dụ các bạn thích đôi Forum đi, đôi Forum gần đây mới quay trở lại đi, gõ Forum vào. Thì đấy, chúng ta có một số mẫu Forum như thế này và mức giá niêm yết của nó đâu đó là 2,250 triệu đến 2,5 triệu như các bạn thấy. Thì đấy, chúng ta chỉ cần bỏ ra 1 triệu hơn một tí là mua được một đôi Forum như vậy. Rất dễ, rất dễ. Ví dụ tiếp nhá, Stan Smith. Ở đây thì sẽ có một số mẫu Stan Smith và nó cũng khá đầy đủ các size, từ của trẻ con, đúng rồi, giày dán cho đến của người lớn như này. Đấy, nếu như mà chúng ta mua bình thường, kể cả hàng xách tay rồi sale ở bên Nhật mang về, cũng khó mà có thể mua được ở một mức giá là 1,1 triệu cho những đôi giày kinh điển như thế này. Chưa kể là còn rất nhiều các nhu cầu khác nữa mà trên này bán đầy đủ. Ví dụ nhé, các bạn muốn mua dép, dép lại là một cái rất là hay nữa. Tại vì thường thường giá niêm yết của dép nó sẽ rẻ. Đây, ví dụ như chúng ta mua một cái đôi dép màu đen này đi, 720.000. 720.000 này sau khi giảm, mình chỉ tính nó giảm một nửa thôi, là 360.000. 360.000 cho một đôi dép Adidas chính hãng. Đấy, chúng ta có thể hình dung được một cái mức giá chúng ta có thể dễ tiếp cận như thế nào đối với lại một thương hiệu như là Adidas ở thời điểm 90 giờ đêm nay như vậy. Chưa kể là chúng ta có thể mua áo, mua quần. Ví dụ áo đi, chúng ta cứ search ấy, thì nó sẽ ra. Đấy, có rất nhiều các loại áo. Chính cái áo này cũng mình mua cũng vậy thôi này. Đây, cái áo ba sọc như này này, mình mua khá nhiều đồ qua những cái đợt như này. Thì đấy, có rất rất nhiều áo, chưa kể là hoodie, rồi mũ, rồi ba lô. Chúng ta cứ search là ra. Mình cũng sẽ để link bên dưới cho các bạn dễ click vào khỏi search cho nó nhanh. Chỉ cần như vậy là các bạn đã hình dung ra được là cái lần ưu đãi này nó lớn như thế nào. Thật sự là nếu bỏ qua đợt này thì rất tiếc. Tại vì như mình đã nói đấy, hơn một năm rồi chúng ta mới có cơ hội mua như thế này. Vậy thì nhìn thấy được ưu đãi là như vậy rồi. Nếu muốn mua thì như thế nào? Ngay từ thời điểm này, các bạn, nếu các bạn nào chưa biết và chưa săn sale kiểu này bao giờ ấy, thì mình sẽ hướng dẫn. Ví dụ nhá, chúng ta thích một đôi Ultra Boost này đi, một đôi của nữ đi, mình sẽ chọn một cái size 5,5 đi, ấn thêm vào giỏ hàng này. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ cần chọn thêm hai sản phẩm nữa. Hai sản phẩm nữa này nếu các bạn có nhu cầu mua thì tìm thêm. Còn nếu các bạn chỉ muốn mua đôi giày thôi ấy, thì chúng ta sẽ làm cách này. Chúng ta sẽ cần phải mua 3 sản phẩm mà, nhưng các bạn chỉ có nhu cầu về một sản phẩm thôi. Thế làm thế nào để được giảm giá 50%? Chúng ta sẽ tìm đến những cái thứ rẻ nhất ở trên cái gian hàng này. Ví dụ ở đây chúng ta có những đôi tất. Đây, mình mua một đôi tất trắng, nhớ chọn size nhá. Tại vì size nó có nhiều kiểu ấy. Mình đi 41 cho nên mình sẽ chọn size M, thêm vào giỏ hàng này. Thêm một đôi tất đen nữa cho đủ 3 sản phẩm. Chọn size M này. Đó. Như vậy là trong giỏ hàng của mình đã có 3 sản phẩm như thế này. Chỉ cần 3 sản phẩm là chúng ta được giảm giá lên tới 50%. Như bạn thấy là bây giờ chưa có giảm giá cho nên là nó sẽ tổng là 5,410,000. Nhưng mà đến 0 giờ đêm nay ấy, thì con số này nó sẽ xuống rất sâu. Như mình đã nói là giảm một nửa rồi giảm 11% nữa khi mà có voucher. Đấy, nhìn chung thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ mua được cái sản phẩm chính mà chúng ta mong muốn. Chúng ta muốn mua một sản phẩm thôi thì thêm hai đôi tất vào. Chúng ta muốn mua hai sản phẩm thì cứ chọn hai sản phẩm đó đi rồi thêm một đôi tất vào. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta săn sale sao cho được cái mức giảm giá 50%, là một cái mức mà không thường nhiều khi chúng ta nhìn thấy được. Thì đấy là cái hướng dẫn của mình để các bạn có thể mua được đồ tốt cũng như là rẻ trong 0 giờ đêm nay. Nhưng mà với mức giá rẻ như này, mình nói thật, đấy là các bạn hãy cứ canh đúng 0 giờ và vào mua. Tại vì nếu như mà sale lớn như thế này ấy, thì có thể rằng là đến 0 giờ thì cái size mà bạn cần mua sẽ bị người khác mua trước. Đấy là chưa kể với mức giá rẻ như này, thậm chí là chính các bạn kinh doanh hàng Adidas này, các bạn mua sẵn về các bạn bán lại vẫn còn lời. Cho nên là đến cái mức như vậy thì những người dùng bình thường ấy, hãy cứ mua đi. Tại vì đến người kinh doanh ấy, họ mua về họ bán lại còn có lời thì sợ là không đến lượt chúng ta. Nếu bây giờ không mua ấy, thì chúng ta lại phải mua lại từ những người kinh doanh họ mua đó, họ bán lại thì có phải là bị đắt hơn không? Tại vì mình biết ấy, một đôi Adidas Superstar như này thị trường bán cũng không có tem mác chính hãng này đâu nhá. Nó là hàng xách tay từ Hàn, Nhật gì đó không rõ. Nhưng mà
ít cũng phải là tầm 1,5-1,6 triệu. Nếu mà chúng ta mua đôi này với chỉ có 1,1 triệu, mua về bán lại lãi 400-500 nghìn, không sướng thì thôi à. Cho nên là nếu như mà những người dùng có nhu cầu thực sự ấy, hãy mua vào 0 giờ đêm nay. Tại vì nếu bạn không mua thì những người họ chuyên resell họ cũng mua mất của bạn thôi. Đấy, tất cả link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, và nhớ đặt hẹn giờ vào 0 giờ đêm nay. Thậm chí nếu các bạn không nhanh, mình sẽ là người mua trước cái model của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.